tại vì phá người xong thì rồi ma quỷ hay vật pháp này hắn từng phá mình mà nhân, còn... nhân đó quả đấy hắn chạy ra chứ, nếu mà nói ra một cái là mình biết cái tâm của mình như thế. Và khi tôi biết được á thì tôi hiểu rằng sau lưng ổng là quý vị tin đi, tâm linh là có thật. Tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ, đúng không quý vị? Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Thằng Tôn và Quốc là không bao giờ được. Và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ta đúng chỗ nào. Ông ta... Hôm nay lại nổi ầm ầm lên cái việc đó là việc cô Phương Hằng có nhắc đến cái việc là tu tập của thầy Minh Tuệ. Thì trước mắt là hiện tại là trong ngày hôm nay thì cô chưa có nói rõ về cái nội dung cô định nói, cô mới chỉ là nhắc qua thôi. Thì những ai mà có từ đầu cho đến cuối mà trực tiếp được xem trực tiếp cô nói chuyện và giao lưu với cả mọi người yêu thương cô ấy thì chắc chắn là sẽ biết được cô nói rất là nhiều nội dung. Nội dung về đi cúng dường và nội dung đó là nội dung chùa chiền. Nó có nghĩa là nhiều cái mà chúng ta cúng dường một cách có nghĩa là sai cách. Thứ hai nữa là về việc là nói rằng là có những người đến đây là có 50% là ủng hộ thầy Minh Tuệ và có 50% là phản đối. Thì hiện tại là không biết là cô Hằng nói về nội dung gì, bởi vì cô nói là có những mặt tốt và có những mặt xấu, có những mặt tốt và có những cái xấu của thầy Minh Tuệ. Thì bởi vì là cô mới chỉ là nói nửa chừng thôi chứ cô chưa nói hẳn ra, thì bởi chờ đến tuần sau mới biết được là nội dung cô định nói cái gì. Nhưng mà mọi người thì cũng cứ bình tĩnh, bởi vì chúng ta còn chưa biết là cô nói cái gì. Cô nói cái gì? Nếu như mà ai đã xem cái vụ drama của cô Hằng ấy thì có một câu chuyện đó là liên quan đến một ông thầy chùa, đó là ông Nhật Từ, đúng không? Cô Hằng cũng đã liên quan đến một ông thầy chùa là ông Nhật Từ này, có thể là sẽ dính. Cô Hằng là một người đi làm từ thiện và trước kia cũng đã đề cập rất nhiều vấn đề, đó là cũng có đi từ thiện ở các chùa nha mọi người. Và chính vì cái việc là bị phát hiện ra bị lừa, phát hiện ra bị lừa là nó mới bung bét ra như vậy. Đấy, có rất là nhiều việc. Nói chung là cô đi làm từ thiện và cô là người tiếp xúc với rất là nhiều người thầy chùa, là cô cũng đã hiểu biết được rất là nhiều. Còn về việc thầy Thích Minh Tuệ thì trong cái thời gian mà cô đang ở trong trại mà thầy Minh Tuệ nổi lên một cách, đó là một cách bất đắc dĩ, thì cô không có ở ngoài thì có thể là cô chưa biết được đầu đuôi câu chuyện nó như thế nào. Nhưng theo tôi nghĩ thì cô về cái việc, về cái vấn đề nhạy cảm này thì vào trong cái thời gian này thì tôi nghĩ là cô không nên nói về cái vấn đề của thầy Minh Tuệ. Bởi vì cô cũng mới ra thôi, cô cũng mới từ trong trại ra thôi, cũng chưa nắm bắt được hết tất cả câu chuyện từ đầu đến cuối. Là có thể là cô hãy dành thời gian nhiều một chút để cô quan sát. Cô quan sát và cô cảm nhận. Đấy. Còn trước nữa thì là chưa xảy ra cái vấn đề của thầy Minh Tuệ ấy. Và trước nữa là cô Phương Hằng cũng chưa có đi tù ấy nhá mọi người. Là tôi đã xem được những cái clip nói về cái vấn đề đó, là cô nói rằng là về cái việc đó là cái việc là thờ cha thờ mẹ, có nghĩa là không ngưỡng mộ một ai cả mà ngưỡng mộ chính gia phả tổ tiên cha mẹ của mình. Có nghĩa là việc của trong nhà nhà mình, ông bà cha mẹ mình thờ cúng trước đầu tiên, chứ không phải đi thờ ai, cũng không phải đi thế lọ thế kia. Đó là điều đầu tiên. Và điều thứ hai nữa là một cái clip nói về chồng của cô Hằng là ông Dũng, nói về vấn đề là tôi xin các thầy đừng có lừa đảo nhân dân nữa. Các thầy chùa đấy nha, là chắc chắn rằng là cô đã biết rất là nhiều về vấn đề về cái việc là những thầy chùa đi sai với giáo lý, đi sai với giáo lý. Thì ông Dũng ông mới nói lên một câu là tôi xin các thầy đừng có lừa đảo nhân dân nữa. Đấy, các thầy làm có nghĩa là tất các thầy là thay mặt cho kiểu như là bậc chân tu ấy, thì phải dạy như thế nào cho đúng giáo lý, chứ các thầy đừng lừa đảo ma mị dân nữa. Tôi đâu có biết, tôi có biết cái vấn đề đấy. Nên là bây giờ cái câu chuyện mà
cô Phương Hằng nhắc đến thầy Minh Tuệ của ngày hôm nay thì tôi chưa chắc chắn là nội dung là cô nói cái gì, nhưng nếu mà cô nói về cái việc đó là sai ý, cái việc đúng và việc sai thì là tôi chưa được biết nội dung, nhưng mới chỉ nhắc đến cái vấn đề là thầy Thích Minh Tuệ hôm nay và cũng có rất là nhiều người dậy sóng lên rồi nói là sẽ quay xe với cô Hằng. Nhưng tôi nghĩ là với cô Hằng ở cái thời điểm bây giờ đang là cái thời điểm rất được nhiều người mến mộ, thì tôi nghĩ là cái việc của thầy Thích Minh Tuệ thì cô Hằng không cần phải lên tiếng. Bởi vì trong thời gian vừa qua mọi người phản ánh và mọi người nhân dân ý, cộng đồng mạng người ta cũng lên tiếng rất là nhiều. Người ta bảo vệ một người chân tu, người ta bảo vệ một người giữ giới rất là nghiêm, và một người có nghĩa là một người nói chung là một người có thể nói là so với cả những thầy chùa là có những người ca người ta có đức có hạnh hơn rất là nhiều. Đấy, nên là rất được nhiều người nhân dân mến mộ và yêu quý. Và kể cả đến giờ này đi chăng nữa cũng ít khi ít người nào quay xe với thầy Minh Tuệ lắm. Nên là tôi nghĩ là cái việc mà thầy mà cô Hằng ấy nói về thầy Thích Minh Tuệ ở cái thời điểm này thì tôi nghĩ là không nên. Tôi nghĩ là không nên, bởi vì là cái việc của cô là cô đang đấu tố với những người lừa đảo và chiếm đoạt, hoặc là cô đang đấu tố với những người mà cô đang lên án với những người mà lợi dụng sự kém hiểu biết của nhân dân để trục lợi. Thì tôi nghĩ đó là một cái việc rất là anh hùng rồi. Nhưng còn cái việc của thầy Minh Tuệ, thứ nhất là thầy đi tu cho thầy và thầy cũng chưa vi phạm pháp luật. Thứ hai là thầy cũng chưa nhận tiền một ai và thầy cũng chưa lừa đảo bất cứ một ai. Thì tôi nghĩ là chả có cái lý do gì để cô Phương Hằng cô phải lên đây cô nói với cái vấn đề là của thầy Minh Tuệ tu tập ra làm sao, đúng không mọi người? Còn đâu cái việc nội dung, nếu tuần tới này cô Phương Hằng mà nói cái nội dung tích cực về thầy Thích Minh Tuệ thì có thể là nhiều người sẽ ủng hộ cô hơn. Nhưng tôi bảo đảm nếu như mà cô chỉ cần cô nói sai một phát về thầy Minh Tuệ thì tôi bảo đảm sẽ có rất là nhiều người quay xe. Nên là cái vấn đề là bây giờ tôi rất là lo, không biết là nội dung tuần tới đây là vợ chồng cô Hằng sẽ nói vấn đề gì về thầy Thích Minh Tuệ. Và tôi rất là lo luôn mọi người. Bởi vì tôi sợ là nhiều người đặt lòng tin vào cô và nhiều người ủng hộ cô. Rồi cuối cùng nếu như mà chẳng may mà cô có phát ngôn sai hoặc cô có suy nghĩ sai lệch gì đấy về thầy Thích Minh Tuệ thì là sẽ nhiều người lại phải quay xe, nhiều người lại không ủng hộ cô nữa, thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc cho cô, đúng không mọi người? Tôi thấy cô Hằng đừng nói tới ngày Minh Tuệ là đúng hơn. Tôi thì tôi cũng thấy vậy á. Nhưng mà thật ra tôi đã nói với các bạn là không có cái ý xấu. Thật ra cô chỉ có ý là thầy Thích Minh Tuệ bị nhiều người ta lợi dụng, lỡ mà đụng vô những cái cách mạng màu là nó rất là nguy hiểm cho đất nước mình là như vậy. Nhưng mà tôi cũng nói luôn là cô Hằng ơi, các bạn chia sẻ cho tôi cái clip này tới cô Hằng đi, lính vô cô là cô Hằng, lính vô cô là cô Hằng, con theo cô đó. Giờ là bây giờ cô phải nghe con, cô đừng bao giờ nói tới thầy Thích Minh Tuệ nữa, không, để cho ổng ẩn tu đi cô à. Con lúc nào cũng bên cô. Nếu mà cô không nghe con, cô nói nữa, con soạn đồ sẵn rồi. Lần này là con bỏ ban chính nghĩa con đi luôn. Con bỏ đồ vô đây hết rồi, con này con lên, con đi vô gần. Rồi từ nay, đừng ai tìm con nữa, con mất tích luôn. Nói gì đi cho xong. Các bạn tôi hù quá vậy là bả sợ là bả không dám nói đâu, các bạn yên tâm nha. Rồi có gì nếu mà bả nói nữa, tôi giao bộ tôi đi núp, bạn la tôi bỏ đi là được rồi. Đó, tôi soạn đồ sẵn hết rồi. Ngày hôm nay ở trên mạng xã hội đang lan truyền một video khá là viral của chị gái nói về thầy Thích Minh Tuệ. Thì cá nhân em cũng xin phép được nhiều chuyện để chia sẻ với mọi người một chút. Nhà Phật từng có một câu, chỉ cần tu được cái miệng thôi thì phước báo vô lượng rồi. Con người ta mất 3 năm để học nói, nhưng mà mất cả đời để học cách im lặng. Những việc làm của chị trước đây tất cả đều là những điều tốt đẹp. Bản thân em cũng là một người vô cùng là ngưỡng mộ, tán thán. Và kể cả bây giờ cũng vậy, cũng rất ngưỡng mộ và tán thán những gì chị đã và đang làm đối với xã hội. Tuy nhiên, việc nào ra việc đó. Cá nhân chị chắc chắn là một người hiểu rõ hơn ai hết. Lần ngã ngựa trước đây của chị không phải là do chị đã làm sai điều gì, mà do chị vạ miệng mà ra. Vậy tại sao ngày hôm nay chị không rút lại cái bài học đó cho mình, mà lại vẫn cố gắng đi theo cái con đường đó? Thầy Thích Minh Tuệ không giống như những ca sĩ hay là những nhân vật ở trong showbiz. Thầy không kêu gọi cúng dường, thầy cũng không kêu gọi từ thiện,
Thầy cũng không có mở các khóa tu. Thầy không làm bất cứ một điều gì để sai trái với đạo đức và đối với pháp luật. Chính vì vậy nếu như ai tán thán, ai ngưỡng mộ thì đó là cái quyền cá nhân của người đó. Cũng giống như trước đây, khi chị xuất hiện ở trên mạng xã hội, mọi người biết tới chị và mọi người yêu mến, quý kính chị thì đấy cũng là quyền của mọi người, không có ai có quyền để can thiệp vào cái tình cảm của những người đó cả. Vậy thì ngày hôm nay chị lấy cái tư cách gì, lấy cái quyền gì, hay là chị đang ảo tưởng về quyền lực cá nhân của mình và chị cho rằng mình mới là số một, mình mới là đúng, chỉ có mình mới là nhất. Cho nên chị có thể mạnh dạn đứng trước hàng ngàn con người và xuất hiện ở trên mạng xã hội để phê phán, chê trách cái sự yêu mến của mọi người khi mọi người yêu mến Thầy Thích Minh Tuệ. Mặc dù thì chị là một người rất là tốt, rất là tuyệt vời, khác hoàn toàn với bài cả cô ở và chùa trung tâm thương mại. Tuy nhiên cái cách mà chị nói với mọi người khi mọi người tán thán Thầy Thích Minh Tuệ không khác nào bà ta nói với những Phật tử khác là nếu những ai đã từng tán thán những điều không nên tán thán thì nên quay về để quy y lại từ đầu. Thực ra thì hai con người khác nhau, hai tư cách đạo đức khác nhau, nhưng cái cách nói chuyện trong cái trường hợp này thì nó lại vô cùng giống nhau. Bởi vậy ngày hôm nay Hồng Trần dám khẳng định chị nói đúng với lương tâm của chị, chị nói đúng với suy nghĩ của chị, điều đó không sai. Tuy nhiên khi mà chúng ta đụng đến một bậc chân tu á, thì chị nên nhớ thà khuấy đục ngàn sông chứ đừng khuấy động tấm lòng người tu. Đối với một người giả tu thì chị nói sao cũng được, nhưng nếu như ngày hôm nay một người thực tu, tu thật, một bậc chân tu mà mình đụng tới đó thì sóng gió cũng đến với mình nhanh lắm. Em hy vọng rằng đây nó chỉ là một cơn sóng gió chứ không phải là một kiếp lạc. Nếu như trong thời gian tới chị lắng nghe ý kiến của dư luận, hy vọng rằng là chị có thể xử lý cái cơn sóng gió này một cách êm đẹp để không biến nó thành một kiếp lạc của bản thân mình. Hoan hỷ, chúc chị luôn luôn an lạc và hạnh phúc.